Hi, xin chào mọi người, mình là Kim Dung từ bên Vita Perfume nước hoa Vita. Hôm nay mình làm video này để giới thiệu đến với các bạn một trong những cái chai nước hoa NYX siêu nổi tiếng ở Việt Nam luôn. Chai nước hoa này nổi tiếng đến mức mà theo mình những người không hay tìm hiểu hoặc là không sử dụng nước hoa NYX thường xuyên vẫn sẽ biết nó. Ta-da! Cái chai nước hoa mà mình sẽ giới thiệu đến với các bạn ngày hôm nay chính là cái chai nước hoa này. Đây là cái chai nước hoa và cái này là cái box của nó. Mình chưa có nói tên cái chai nước hoa này thì hẳn mọi người đã có thể nghĩ được trong đầu là cái chai nước hoa này tên gì rồi đúng không? Bon Hồng, Bon Ngọc Trinh, Bon Number 9. Tuy nhiên cái chai nước hoa này tên đầy đủ của nó là Parfumista Avenue của hãng Bon Number 9. Mọi người hay gọi đơn giản nó là Bon Hồng hoặc là Bon Ngọc Trinh đúng không? Mọi người thấy là ở trên cái nắp của cái chai nước hoa này có tên của cái hãng này ha. Cái tên của cái chai nước hoa mình nhầm. Parfumista Avenue. Đây là cái chai nước hoa màu hồng rất là đẹp. Và mình sẽ nói một chút về cái ngoại hình của cái chai nước hoa này. Thì cái chai nước hoa này trên tay mình đang cầm là phiên bản 100ml và nó có hình ngôi sao 5 cánh đúng không ha? Trong cái hộp của cái chai nước hoa này thì khi mà mới mua về thì nó không có cái phần siêu ni lông bên ngoài giống như là những cái hãng nước hoa khác, mà nó sẽ có một cái tấm mica ở bên ngoài, còn ở phía trong này là cái hộp nước hoa rồi. Hẳn mọi người mà có coi cái clip unbox nước hoa của Ngọc Trinh thì đã nghe cái bạn đó đề cập đến cái chai nước hoa này rất là nhiều rồi đúng không? Thì Ngọc Trinh có nói là cái chai nước hoa này không thể mua ở duty được, duty tức là cửa hàng miễn thuế. Điều này thì đúng bởi vì nhà Bon Number 9 là một nhà nước hoa NYX và nước hoa NYX thì thường không bán ở duty như những cái nhà nước hoa mainstream hoặc là những nhà nước hoa designer như là Lancôme, Chanel, Dior. Thì trước đây nước hoa NYX chỉ bán ở những cái cửa hàng riêng biệt ở mỗi cái thành phố thuộc một cái quốc gia nhất định, chứ không có tập trung vào những cái mall, những cái store hay là những cái duty hoặc các cái cửa hàng mà bán nước hoa tập trung. Mình nói trước đây bởi vì hiện tại cái cơn lốc mà mua bán, sáp nhập và thâu tóm những cái thương hiệu nước hoa NYX diễn ra rất là nhiều. Ví dụ như là tập đoàn mỹ phẩm khổng lồ Estée Lauder, họ thâu tóm các thương hiệu nước hoa NYX như là Jo Malone, Le Labo hay là Frederic Mill. Nhiều người nói rằng là cái điều này làm cho nước hoa NYX biến chất. Tuy nhiên nó cũng mở ra một cái cơ hội để người dùng mua được nước hoa NYX dễ hơn và những cái mùi hương hay ho được mọi người biết đến nhiều hơn. Ai mà có điều kiện đi nước ngoài hoặc là đi các cửa hàng miễn thuế ở hàng ở các giai đoạn như thế này thì đã có thể là bắt gặp các cửa hàng của Le Labo, Jo Malone ở trong những cái cửa hàng miễn thuế rồi đúng không? Thì quay lại với cái chai Parfumista Avenue hay còn gọi là Bon Hồng đó, thì đây là một cái thương hiệu nước hoa của Mỹ nha các bạn nha. Cái tên đầy đủ của nó mình nói rồi, Bon Number 9 New York City. Đây mình thấy cái logo trên cái chai nước hoa này, đây chính là cái logo của cái công ty. Đây là một cái tên mà nó có ý nghĩa là tôn vinh cái thành phố New York. Mà tại sao lại là Number 9 ha? Number 9 là số 9. Đơn giản bởi vì founder của cái nhà Bon Number 9 là một cái nhà nghiên cứu nước hoa rất là nổi tiếng tên là Loric Rimet. Thì mình sẽ để cái tên ở đây để các bạn dễ tìm hiểu thông tin. Cái địa chỉ trụ sở chính của Bon nằm ở số 9 đường Bond Street ở NoHo. Đây là một cái khu dân cư thuộc thành phố New York. Thì đó là lý do là cái tên của cái tên hãng của cái chai nước hoa này là Bon Number 9 ha. Thì cái hãng Bon Number 9 này họ ra mắt chai nước hoa đầu tiên vào năm 2003 và tới hiện tại thì họ có rất là nhiều chai nước hoa rồi. Mọi người mà có theo đuổi những cái celebrity thì mọi người thấy là họ sưu tầm những cái line nước hoa của nhà Bon này và đều có thiết kế hình ngôi sao đủ màu ha. Hiện giờ thì nó có tới 117 đến 120 chai nước hoa rồi, rất là nhiều. Thì với cái chai Parfumista Avenue này, không biết có phải là một phần được hâm mộ bởi những cái người nổi tiếng hoặc là có sức ảnh hưởng hay không, nhưng mà doanh số bán và giá của cái chai Bon Hồng này nó thuộc mức là cao nhất trong những chai nước hoa của nhà Bon Number 9. Đây là cái chai nước hoa bán rất là chạy nha. Không những ở Việt Nam mà ở trên toàn thế giới thì cái chai Bon Hồng này là một trong những cái chai nước hoa mà có doanh số bán và cái mức giá cho cái chai nước hoa này rất là cao.
mọi người sẽ cùng mình quan sát cái ngoại hình của cái chai nước hoa này một tí ha. Mình sẽ nói sâu về cái ngoại hình. Thì với cá nhân mình thì đây là một cái chai nước hoa có cái ngoại hình rất là điệu đà, rất là sang chảnh đúng không? Rất là xinh. Tuy nhiên cái chai nước hoa này nó màu hồng nè, nó màu hồng rất là tiểu thư. Và mọi người để ý nè, cái logo của cái công ty này nó là cái hoa văn của cái chai nước hoa này, mà nó có một cái khuyết điểm đó là nó hơi bị dễ trắc ha. Cũng như cái phần hộp giấy mà đựng cái chai nước hoa này á, thì khi mà mua thì xui xui nhập có chừng 10 chai thì nó hay bị rách những cái phần giấy này nếu mà nó va đập quá nhiều trong cái quá trình mà vận chuyển về Việt Nam. Tuy nhiên là ngoài những cái khuyết điểm rất là nhỏ đó, thì mình thấy là đây là cái chai nước hoa rất là đẹp. Mà mọi người cẩn thận nha, bởi vì nếu mà làm rơi hoặc là có cái vật nhọn mà cà vô nó thì nó có thể là nó sẽ bị trầy cái lớp màu hồng này một chút đó. Và cái chai 100 của mình thì nó còn ok nha. Còn cái chai 50 á, cái vòi nè, cái khoảng cách giữa cái chỗ cái vòi xịt này này xuống dưới đây á, nó ngắn lắm. Do đó là cái tia nước hoa nó ra tương đối ít. Thì cái điều này làm cho, đó là một cái ưu điểm, nó làm cho mình sử dụng nước hoa tiết kiệm hơn. Tuy nhiên khi mà mình bấm xịt á, mình nhớ bấm dứt khoát mạnh nha, thì nó mới ra cái tia phun đều. Chứ còn mình mà đó thấy không, tia phun nó rất là đẹp. Chứ còn nếu mà mình mà nhấn nhẹ thì nó dễ bị rỉ nước, thì không nên mạnh tay vô. Đây là cái chai nước hoa, ngoài những cái khuyết điểm li ti á, thì mình thấy là nó là một cái chai nước hoa rất là đẹp ha. Và cũng như những cái chai nước hoa của nhà Bon, nó có thiết kế hình ngôi sao đặc trưng nè, rồi màu hồng nữ tính ha. Và mình nhìn cái thiết kế chai nước hoa này thì mình đủ biết đây là một cái chai mùi hương dành cho nữ rồi. Và cái combo hương chủ đạo của nó thì mình có thể chia sẻ một cách đơn giản, đây là một cái combo hương rất là sexy của hoa hồng, patchouli và trầm hương, những cái nguyên liệu rất là phương Đông và mang cái cảm giác mà bí ẩn và gợi cảm. Đây là một trong những cái mùi hương mà mình đánh giá rằng rất là quyến rũ, rất là sexy và rất là sang trọng. Thì đối với những cái bạn mà ít sử dụng nước hoa nít, hoặc là mình đó giờ mình ít dùng nước hoa thì có thể hơi lạ, nhưng mà đối với những người mà chơi nước hoa nít lâu năm á, thì cái combo hương của cái chai Parfumista Avenue này rất là quen thuộc. Đây là cái combo của hoa hồng và trầm hương, mọi người hay gọi là combo rose và oud đó. Thì cái combo hương này nó tạo ra một cái cảm giác rất là, mùi hương nó tối, nó bí ẩn, nó phương Đông. Và đặc biệt chai nước hoa này nó mang cái độ bám tỏa rất là tốt. Với một lần dùng hả, khoảng chừng 2 đến 4 xót xịt là mình đủ mình giữ mùi rất là long lasting trên da rồi. Tuy nhiên cái mùi hương này theo mình thì nó không có hợp với thời tiết nóng lắm, mà nó sẽ phù hợp với lại những cái đêm tiệc, những cái đêm dating, hẹn hò chỉ có hai người thôi. Khi mà bạn ăn bận một cách sexy, quyến rũ, thì mình nghĩ rằng cái mùi hương này rất là góp phần tôn vinh cho cái vẻ ngoài của mình. Thì mọi người, có những người không có thích ngọc trinh, không có thích phong cách cổ, nên vậy nên là đâm ra anti cái mùi hương này. Thì mọi người nói rằng là cái combo này ngửi nghe nó thường thường, nghe nó tối tối, nhưng mà không nha các bạn. Cái mùi hương này nó rất là sang trọng, và mình nghĩ rằng là nó đủ sức chinh phục không chỉ cái bạn ngọc trinh kia đâu, mà nếu mà mình có điều kiện mình ngửi cái mùi hương này thì mình dễ bị nó quyến rũ ngay từ lần đầu tiên lắm. Những cái combo hương tương tự với cái chai Bon Parfumista Avenue này thì mình có thể bắt gặp ở chiếc chai gì ta, rất là nổi tiếng, chai Les Sabrosi, đó là chai hoa hồng đen của thương hiệu nước hoa Louis Vuitton, rất là cái combo hương rất là tương đồng. Hoặc là cái combo hương trong chai Rose Oud của nhà Bacillian, đây là những cái combo hoa hồng và trầm hương rất là nổi tiếng. Về phân khúc nick thì mọi người có thể thấy là nó khá giống với lại cái line của nhà Maison Francis Cushion hay là MFK, với chai Satin Mood nè ha, cũng là cái combo hoa hồng và trầm hương, hay là chai Siêu Mood. Thì mình thấy là đây là một cái mùi hương rất là bí ẩn, rất là gợi cảm, và nó rất là nick nha. Bạn không có thể bắt gặp nó ở ngoài kia, hoặc là cũng như là rất là khó đụng hàng khi mà mình mặc cái mùi hương này lên trên người. Thêm nữa là mình nói rồi là cái độ bám tỏa của cái chai nước hoa này rất là ok, nên vậy mình có thể là mình sử dụng chai nước hoa này trong môi trường lạnh một chút cũng được, chứ không nhất thiết là phải buổi tối. Nếu mà mình làm việc trong cái môi trường
máy lạnh hoặc là mình sinh sống ở những nơi có thời tiết thấp như là Đà Lạt hay Sapa hay là các vùng núi thì hoàn toàn có thể sử dụng cái mùi hương này, bởi vì nó rất là mix. Có những cái mùi hương mà các bạn phải rơi vào cái đúng cái thời điểm đó, rơi vào đúng cái kiểu thời tiết đó thì mình mới thấy thấm. Ví dụ như là trong một đêm mưa lạnh ha, bạn ôm người yêu mà cô ấy toát ra một cái mùi hương hoa hồng, mùi hương trầm rất là quyến rũ, rất là sexy, thì mình nghĩ rằng cái thời điểm đó rất là đẹp với cái mùi hương đó. Còn những cái lúc mà thời tiết là nóng, là nắng hơi gắt một tí mà sử dụng những cái công mùa hương nồng đậm như thế này thì không phù hợp ha. Lúc đó thì mình sẽ sử dụng các mùi hương cam chanh, citrus hoặc là những mùi gỗ nhẹ thì nó thoải mái hơn. Với cái mùi hương này thì hình thức đẹp nè, rất là nổi tiếng, rất là popular, rồi mùi hương cũng rất là ok nữa. Thì cái khuyết điểm của nó chính là ở giá thành. Như mình vừa mới nói rồi, cái line này là thuộc dạng là đắt nhất trong những cái chai nước hoa của nhà Bon. Mãi đến thời gian gần đây khi mà celebrity Ngọc Trinh hoặc là những cái bạn nổi tiếng khác trong showbiz sử dụng cái chai nước hoa này thì bắt đầu là mọi người săn tìm nó nhiều hơn, nên giá thành của nó liên tục được đội lên nhiều lắm rồi. Còn đối với cái nhà Bon này thì nó không có xa lạ đối với những người chơi nước hoa nick tại Việt Nam. Tuy nhiên cái nhà Bon này trước đây là mấy bạn chơi nick hay nổi tiếng bởi cái cặp đôi là Scent of Peach, tức là mùi hương của hòa bình cho nam và cho nữ ha. Scent of Peach for him và for her. Đây là cái cặp đôi nước hoa mà mùi rất là tương đồng với lại Aventus, Creep Aventus cho nam và Creep Aventus cho nữ. Do đó là mọi người biết đến cái bộ đôi đó trước. Thì sau này khi mà được quảng cáo ha, Ngọc Trinh nói là bạn đã mua tới 9 cái chai này để xài từ từ. Do vậy nên là mọi người cũng tò mò lắm, mùi này nó làm sao, cô này cổ có gu không, cổ xài cái mùi có thơm không. Hoặc là đối với những bạn mà thần tượng Ngọc Ngọc Trinh thì mấy bạn cũng thích là có một cái chip moment với thần tượng của mình ha, sử dụng chung cái loại nước hoa của cô đó. Bây giờ thì ngoài cái chai Bon hồng này hay mọi người còn gọi là Bon hồng đậm á, thì nó có Bon hồng nhạt, là Bon vàng, đều là những cái mùi hương rất là thú vị và rất là hay của nhà Bon Number 9 này. Mình nói vừa nãy rồi đó, không những là chỉ có Ngọc Trinh thích cái mùi này đâu, mà mình nghĩ rằng những cái bạn mà yêu thích phong cách sexy, bí ẩn, gợi cảm và hơi một chút sang trọng thì rất là nên thử chai nước hoa này. Mình có thể sẽ yêu cái chai nước hoa này ngay từ cái lần mình xịt đầu tiên ha. Vừa đẹp mà vừa thơm và vừa đắt khách nữa. Do vậy nên là khi mà mình trải nghiệm cái mùi hương này thì mình thấy là rất là ok, rất là gợi cảm dành cho những bạn mà yêu thích cái phong cách sexy ha. Còn nếu mà để mà sử dụng hàng ngày thì mình nên chọn những cái mùi nhẹ nhẹ hơn một chút, bởi vì cái mùi này rất là gợi cảm ha, nó dễ khiến cho người đi bên cạnh mình cảm thấy bị thu hút. Ok, vậy là xong video review chai Bon Hồng Ngọc Trinh, chai Bon Perfumista Avenue của nhà Bon Number 9 ngày hôm nay rồi. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian coi video của mình ngày hôm nay ha. Mình là Kim Dung từ Vita Perfume nước hoa Vita.